Chào mọi người. nay thì là mình sẽ gửi mọi người một trận đấu giải ở tài khoản 21 của mình. Thì trận đấu này là ở giải trước và nay mình có quay video lại. nay thì là tuy là đã hết giải đến rồi nhưng mà mình vẫn muốn đăng lên để mọi người nhé, mọi cùng xem. Thì dạo đây như mọi người biết rồi. Cập nhật thì là tài khoản 26 của mình cũng như tài khoản 26 anh đạt đang chơi thì không còn mạnh so với mặt bằng của những bọn 2526 tầm đấy nữa nên là cái việc để có những trận đấu hay và để mọi người thường xuyên người trước thì nó khá là hiếm và với cái việc là mình vẫn phải cố gắng duy trì kênh của mình vậy là mình sẽ tìm ra những cái trận đấu mình cảm thấy là ổn để đăng em đăng lên để gửi mọi người nhé thì đây là một trận đấu mà mình gặp một thanh niên thanh niên kia thì hôm bữa mình có thấy anh thấy anh đăng bài trên group nào bổ điểm kỹ năng đâu đó như 18 19 gì đấy rất là mạnh và nếu mà điểm kỹ năng như thế thì chắc là nó cũng phải nâng mắc 20 rồi Và 20 với 21 thì mình nghĩ nâng cấp nó không có cái gì khác biệt lớn đâu Và đặc biệt là với cái điểm kỹ năng như thế thì chênh lệch so với tài khoản mình khá là nhiều Đây là tài khoản của mình, điểm kỹ năng chỉ 12 thôi Hiển thị là 13 nhưng mà nên nhưng mà 13 thì chả nâng cấp được cái gì cả Vẫn chỉ là đang 12 và còn một đống nâng cấp về điểm kỹ năng nữa nâng, à, Còn về những đơn vị quân thì bên mình nâng cũng không có gì nhiều Uh, chỉ có mỗi con giang cua và ném bom thì mình cũng nâng được vài vạch. Đây, sơ qua về cái nâng cấp của mình là như vậy. đây thì là mình bắt đầu nhặt hộp như bình thường thôi. một cái map này thì uh, khá là dễ cho thanh để thủ. mình có xem uh, trận đấu mà anh thì anh đang lên thì trận đấy là một cái map rất là rộng và anh thấy anh phun uh, khói rất là sớm và sang công. thanh niên này là một thanh niên chùm thủ dâm khi mà nứt mắt ra thôi mới đầu trận chưa có cái gì cả nhưng mà mình mới Nhử khói sang một tí đã xây một đống tường nát nữa mọi người sẽ thấy và nếu mà ai xem trận đấu của anh thì anh cũng thấy vậy à, và mina cũng gặp thanh niên này đánh một trận đấu 3 tiếng mấy đấy đấy trận đấu cực kỳ là dài nói thì mình sang đây chính xác với một thì thấy nhà thanh niên này là là có ra máy bay để có thể cho mình trinh sát Bắt đầu thì nhật hộp mình đánh giá thanh niên này cũng gọi là bình thường và mình muốn là full khói và công phát có thể win được luôn thì mình sẽ đỡ tốn thời gian hơn vì giả này đánh cực kỳ là mất thời gian tuy nhiên thì là không hề dễ dàng như vậy vừa rồi thì mọi người thấy là mình có cho con máy bay kia sang trinh sát và mình để cho nó về thì đi đường đó đi đường bên trên này là mọi người sẽ không bị ăn đạn mở hệ thống phòng không nhá nếu mà bên kia không có máy bay một hoặc là máy bay hai trinh sát ở khu vực đó và khu đó đi vào nhà địch rất là an toàn mọi người trinh sát cái nên rút ra ngay đặc biệt ra đoạn đầu thì bên kia gần như sẽ không có quân để có thể tấn công vào được và mọi người có thể dùng con máy một đó trinh sát hai lần giá trị của nó sẽ được răng lên mình đỡ tốn nguồn lượng tài nguyên để có thể là trinh sát nhà địch lúc này thì mình đã ra được răng gua và nhím và bắt đầu sản xuất khói nữa để có thể là triển khai cái việc ở công khói một, một con khói đầu tiên được sản xuất ra đây Ớ, chỉ tầm 7 phút thôi ở à, giải này thì 7 phút ra khói là chuyện cũng rất là bình thường khi mà cái lượng tài nguyên là mặc định cho nhà cả hai bên nên là chỉ tập trung vào cái việc phát triển nhà rồi thì với lượng răng gu và khói như này mình bắt đầu điều quân lên rồi pha vừa rồi thì mình có vào trinh sát thì thấy Linh Linh chưa có ném bom nên mình khá là tự tin đứng răng gu ở đây để chơi bên kia mọi người thấy không đấy chưa gì đã xây tường to ren đứng trong nhà đã ra rồi và với cái kiểu chơi như này thì khói của mình sẽ bị vô hiệu hóa tất nhiên là mình vẫn có thể sử dụng được khi mà dùng khói để là một cái cái như là rỉa đi những công trình phía dàn ngoài của mình, phía nhà địch nhưng mà để công vào thì gần như là không thể khi mà à, nếu muốn công thì thứ nhất là mình phải còn ném bom để phá hủy đi cái xưởng xây dựng thứ hai là mình phá phải phá được cái hệ thống tường của quân địch và tiếp đến thì bên địch cũng chắc chắn là sẽ có những con toren hoặc là những cái đơn vị quân để có thể là tấn công vào mình vì vậy là việc như đấy rất là nguy hiểm lúc này thì mình bắt đầu đưa quân lên đây để phá hủy công trình dàn ngoài của mình, phía nhà địch và mọi người thấy mình phải đảo quân liên tục và số lượng quân mình không cho nhiều Ăn ngay một pha ném bom nhưng mà cái lượng sát thương gây ra là chưa đủ để tiêu diệt quân của mình à, Nếu pha rồi mình đi quá nhiều răng gu ấy Thì pha ném bom đấy chắc chắn là mình sẽ có thiệt hại khá khá Nên mình chỉ đi khoảng tầm 4 năm con như vậy thôi Thì cái thiệt hại sẽ bị giảm xuống nếu mà con ném bom và cái mục đích của mình đạt được bên địch cũng mất khá là nhiều tài nguyên để xây tường ra vì mỗi cái tường chỉ giá 40 tài nguyên mà. Rồi một pha ném bom vào nhà, nhà mình, mọi người thấy bom của nó cực kỳ là trâu luôn à, Cái xưởng xe chiến đấu của mình Đã nổ còn xưởng xe chuyên dụng Thì không à, Thanh niên này à, Ném bom chưa phải là mắc binh Mọi người thấy ném, nó ném Kiểu vừa rồi là vẫn chưa phải là mắc sát thương Nếu mà số số lượng bom đấy ném chuẩn chỉ hơn Thì nó cũng đã phá hủy được cái xưởng xe chuyên dụng của mình rồi Nó phải ném trồng, trồng sát thương cho nhau cơ Rồi liên tiếp là những pha sử dụng máy bay ném bom và cũng như máy bay hai để có thể cố gắng phá hủy đi cái xưởng xe chuyên dụng này của mình nhưng mà đây là một thanh niên ạc mạnh nhưng mà kỹ năng cũng như là cái kinh nghiệm còn khá là ít rồi một pha ném bom của mình sang đây mọi người thấy không mình ném khá là chuẩn nhá ở, ở ngoài trận đấu mọi người có thể nhìn là kiểu nhìn hơi lệch về phía bên trên đúng không nhưng thực tế trong trận đấu là mình vuốt rất là chuẩn đấy không có lệch đâu à, và mình bút và item nhưng mà sân bay của nó không nổ, là mọi người hiểu ặc nó trâu như nào đúng không? cực kỳ là trâu luôn đấy. với hai ném bom và bút item không nổ được thì chắc chắn là mình phải dùng đến ba con thì mới có thể đủ lượng sát thương. cái này lúc này mới bắt đầu ra cố hàng phòng ngự với hệ thống phòng không được xây lên. nhà mình mình chuyển hướng ra nhiều máy ném bom và mình uh, uh, không ra quân bộ nữa, chắc chắn rồi. quân bộ không công được thì mình chỉ có thể ra ném bom hoặc là liên hạt nhân để có thể độ máy bay với thanh niên này thôi trở lại với việc kỹ năng của thanh niên này thì như vừa rồi mình đang phân tích giờ thanh niên này ợc uh, mạnh nhưng kỹ năng uh, không phải là quá cao và khả năng uh, đoán định và nhận định trận đấu thì chưa tốt vì vậy thanh niên này còn gặp nhiều vấn đề và có lẽ là một người chơi mới với việc là nạp nhiều thì là như này mình nghĩ là cũng được rồi vì uh, uh, cái gì mình yếu thì mình có thể bù bằng tiền đấy với những người nhiều tiền là như vậy Lúc này thì mình uh, bắt đầu nâng cấp thêm một xưởng uh, máy bay nữa để có thể ra hai xưởng ném bom cái tốt hơn, xây thêm hệ thống phòng không. Khói thì mình luôn đứng một cái vị trí mà bên kia khó có thể đoán định được. Rồi một pha ném bom vào hệ thống sân bay của bên nhà mình với số lượng máy ném bom cực kỳ là nhiều. Sau pha lúc nãy bị mất khá khá máy ném bom nhưng mà thằng này về nó vẫn sản xuất ra một được một mớ ném bom đó mọi người hiểu là à, nó cũng khá là mạnh đấy chứ. Mình phải luôn nhấn mạnh cái điều này vì là rất là nhiều bạn có xem kênh của mình và cũng như là có xem livestream của mình thì luôn nghĩ rằng là những tài khoản nó bằng nhau hết và bắt đầu nói những cái nó không được uh, hợp lý lắm việc kiểu như là việc mình sử dụng hero chẳng hạn đánh 26 nhưng mà mọi người nhiều bạn cứ bảo là mình không ra hero đi không hữu hero đi thế nhưng mà mình có nâng mắc đâu và mình đang còn nâng những cái khác đói cả ra thì làm sao có đủ tài nguyên đủ điều kiện nâng hero được Đấy, cũng như tài khoản của mình vậy Tài khoản này so với tài khoản của địch khá là yếu Vì vậy ấy, là mình luôn phải nhấn mạnh cái việc mạnh và yếu cả hai bên Để mọi người hiểu rằng là mình cũng đã phải rất là cố gắng để có thể chơi lại nó Lúc này thì ở nhà mình đã ra được 6 ném bom rồi Và với hai nhà máy sản xuất liên tục Thì lượng ném bom của mình chuẩn bị là full Nhưng mà quân số cũng đã sắp mắc quân số nhà con số nhà 5 rồi Cũng là một pha ném bom của mình <laughs> Vào hệ thống phòng thủ đằng trước này Tuy nhiên Thì ném này không gây được sát thương quá nhiều Bên kia thì cũng có một pha ném bom Đáp trả Tuy nhiên thì cũng ném vào hệ thống phòng thủ đằng trước này thôi Sát thương gây ra cũng đã phá hủy đi được Hầu hết các công trình phòng thủ của bốt mình Ở nhà mình thì mình xây phòng không ra Chứ không ra nhím được Vì ra nhím thì nó sẽ mất quân số Và không có quân số để ra máy bay ném bom, xây thêm nhiều sân bay hơn để có thêm cái vị trí đậu cho máy bay của mình trong trường hợp bên kia nó dùng máy bay sang để tấn công vào nhà mình thì là mình sẽ không bị mất máy bay. Tất nhiên là khi mà nó ném đúng vào những cái máy cái sân bay có chứa máy bay ấy, thì cái lượng sát thương gây ra là khá lớn và những con máy bay đó sẽ bị yếu máu đi khá nhiều nhưng mà nó sẽ không bị tiêu diệt. Lúc này thì mình bắt đầu ném bom vào nhà thanh niên này ứng đến của mình là sân bay, mọi người thấy không? Mình phải ném ba quả. Đấy. Những cái sân bay lúc trước bị mình ném thì thanh niên này không dùng item hồi phục, à không sử dụng uh, tái thiết nên là nó vẫn còn khá là ít máu. Đây là cái điều mà mình không chính xác được nên là mình mới dùng những ba cái ném bom ở những cái item à, ở cái máy bay đó, ở cái sân bay đó. Ở một pha ném bom uh, mình đánh giá khá là ổn khi mà bên kia mới chỉ đang nhà bốn và đang chuẩn bị áp trung lưu cấp 5. Vì vậy là cái việc mà xây sân bay ra thì uh, sân bay dư ra là không thể. Và sau pha ném bom vừa rồi thì bình thường là những con máy bay ném bom nó sẽ bị uh, bay mất đấy. Nó không thể nào mà ở lại được. Đấy, vì là để xây dựng lại một cái sân bay thì tốn khá là nhiều thời gian. Uh, rơi vào đó đó hình như đi item là cũng tầm 15 giây gì đó và có thể những con đi uh, máy máy bay nó bay mất tiếp tục là full máy bay ném bom thôi không có gì cả à, tài nguyên thì là mình cũng đã là mắc rồi đấy khi mà với 7 dung cấp thì là nó cung cấp tài nguyên khá là tốt vì vậy là mình không cần bút đi thêm tài nguyên nữa nó là hướng đến của mình là những cái công trình khác ngoài những cái sân bay vì vừa mình chưa có cái tầm nhìn vào hệ thống sân bay của quân địch nhà mình thì là mình điều đám khói này đi vì nó đứng yên cũng không có tác dụng gì và khi điều khói đi thì thứ nhất là phá hủy được công trình của địch và thứ hai là khiến đạn bom của địch không thể là mà ném vào nhà mình được mà phải ném vào khói ngoài thì có một pha ném bom vào hệ thống trung tâm chỉ huy của thanh niên này ô một pha ném bom ngoài hệ thống trung tâm chỉ huy ra thì mình có phá hủy được hai công trình hậu cần nữa cũng khiến quân địch thọt một pha khá khá lúc này thì mình chỉ bù item hồi phục để giúp những con máy bay này À, khi mà trở về thì nó sẽ có một lượng máu đầy đủ nhất cho đợt ném bom lần sau và tài nguyên của mình người thấy không mình cứ giữ ném bom thì mình không mất quá nhiều quân ấy. nên là cái việc tài nguyên của mình nó cứ được tích cộng dồn lên rất là dễ dàng thôi này thì thế trận gần như là có thể là nằm trong tay mình được rồi khi mà nhà thanh niên kia bị oanh tạc khá là nhiều và ném bom các thứ của mình đang rất là đông Lúc này thì bắt đầu tấn công vào đây khi mình thấy thanh niên này có pha xây nhà lên trên đồi này và pha này có thể sẽ hở rất là nhiều quân à, hở rất là nhiều công trình và không có cái khả năng phòng thủ ở đây thì mình sẽ tấn công một cách dễ dàng hơn rồi một pha ném bom trải thảm của mình nhưng mà cái uh, số lượng uh, công trình và quân phá hủy được của mình không phải là quá nhiều nhưng người thấy đấy rồi một pha ném bom của quân địch vào đây tiêu diệt được một con khói của mình như là những Quân của lại thì mình đang cố gắng là phá hủy nốt các cái công trình ở đây. Đám quân này thì mình có thể là chết hết cũng được, không sao cả. Khi quân bộ bên kia cũng khá là ít, chỉ có vài con toren và vài con rớt thôi. Nhà mình thì mình đã chủ động xây hệ thống tháp pháo để có thể phòng thủ ở một mức nhất định và có cả ném bom nữa. Với những con rớt nó đi rất là chậm, thì cái việc mà ném bom của mình ném chuẩn trúng vào dễ trúng vào là một cái điều cũng không phải là quá khó này thì là lại thêm một vài ném bom nữa Mục tiêu lần này hướng đến thì là cái hệ thống trung tâm chỉ huy thanh niên này Phan này thì mình ném là mình căn hơi sai về sát thương Nhất là một con ném bom của mình Con bay đầu tiên đã bị lượng phòng không của bên kia tiêu diệt Và nó không kịp gây đa Và những con đằng sau thì là mình nghĩ là đủ sát thương để phá hủy trung tâm chỉ huy rồi Nên là mình chuyển sang ném công trình khác Và cái kết quả thu lại thì nó chỉ là một cái xưởng xe chân dụng thôi còn uh, những cái công trình khác mình nhắm đến thì gần như là không phá hủy được gì cả uh, rất là phí uh. lúc này thì bên kia cũng đã bị uh, thiệt hại kha khá tuy là máy bay ném bom vừa rồi của mình cái giá trị của đem lại không cao nhưng mà bên địch có thể là sẽ phải dùng ý, dùng tài nguyên để gọi là um, sửa chữa lại các cái công trình đấy. rồi oh, thêm một pha ném bom nữa vào cái hệ thống quân và công trình ở khu vực trước này. ném vào đấy thì là cái lượng sát thương mình nhận phải đến từ hệ thống phòng không ấy, sẽ ít hơn. Vừa rồi thì quân địch có phá đi hệ thống phòng không và hình xây lại ở đâu đó sao? Oh, vừa rồi thì mình lại tiếp tục một pha ném bom vào trung tâm chỉ huy của quân địch để phá hủy đi. và lần vừa rồi thì mình đã không phạm sai lầm nữa. tiếp tục là những pha ném bom nhà mình thì mình cũng đã có sản xuất cả hạt nhân nữa lúc này thì bên kia đã phải phá tường ra không thể nào mà chui hốc được nữa rồi phá tường và đem quân ra để tấn công với số lượng rớt chỉ là vài con và xe giáp cũng chỉ có hai cái thì uh, đây là một lượng quân không đủ lớn để có thể là gây áp lực cho nhà mình khi mình vẫn còn khói và giang vua uh, đây thì mình có xây hạt nhân này như là mình quyết là không ra hạt nhân mình cứ để thôi và xây thêm một xưởng máy bay cấp 3 nữa để có thêm cái uh, khả năng ra ném bom nhiều hơn. Lúc này thì trận đấu đã thuộc về mình rồi. Đấy, nếu mình có hạt nhân thì mình chỉ bắn ở khu vực này này, vừa rồi mình có khoanh khoang tròn đấy. Đấy, thì uh, bắn vào đấy thì sẽ phá hủy được quân, tiêu diệt được quân và cũng như là công trình uh, nhỏ nhỏ con địch thôi, còn những công trình lớn ấy, thì gần như cũng không phá hủy được mấy. Uh, lúc này thì bên địch cũng đã không còn khả năng chống cự nữa mà chỉ nằm đợi mình ném bom thôi. Và bên kia vẫn không đầu hàng nhé mình vẫn thấy đâu đó có động thái ra quân ở cái giai đoạn uh, vừa rồi Đấy nên là mình cứ full phun ném bom mình ném rất là nhàn và công trình của thanh niên này khá là trâu nữa và trận đấu thì có lẽ sẽ kết thúc tại đây thôi và cầu người đã xem nhé chào mừng mọi người